Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cài đặt camera ổ cắm 5 cháu này nè. Đó, cái mẫu này, mẫu mới về nè. Đó, cái màu vàng vàng này không? Đó thì mẫu này thì mình có thể cắm điện 220 ở phía sau này, đó nó có hai cổng nè. Đây nó ba cổng mà dùng cho cái này nói đứt nè, còn mình cắm hai dây thì cắm hai cổng này thôi. Đó, phía trước thì nó có nút on off nè, on off rồi năm cháu này. Nó có thêm mẫu mới này thì nó có hai cái cổng USB nữa nè, hai cổng USB nè. Rồi cái này là mắc cam nè, mắc cam ở giữa nè. Đó thì giờ đầu tiên mình chỉ các bạn gắn hệ nhớ vô cho nó. Thì các bạn muốn gắn hệ nhớ, các bạn phải dục với sau này, các bạn mở máy mở ra. Đó, trong này nó mình phải mở cái này ra nè, nó có cái khớp. Đó, mình mở cái khớp ra, nó có hai khớp hai bên. Nó có hai khớp ngay khúc này nè, nó có hai khớp này không, để cái vít mình gặm vào đó, mở khớp ra. Đó, giờ mình mở cái mặt trong nó ra nè. Rồi, thì mặt trong này của nó nè, nó sẽ có khe cắm hệ nhớ đây nè, không, nó có nguyên cái khe cắm hệ nhớ này, nút on off bên trong này nữa, với một cái nút reset. Đó thì giờ mình cắm hệ nhớ vô nè. Mình cắm hệ nhớ ở đây. Rồi, giờ mình cắm điện vô cho nó nè. Cắm điện 220 vô hai cổng này. Để sau đi, mình gắn sau nha. Rồi. Rồi giờ mình cắm điện vô nè. Máy nó chưa hoạt động đâu, mình phải nhấn nút on nữa. Nhấn nút on cho nó. Đó. Bắt đầu nó hoạt động nè. Xong hết thì mình cứ gắn vô lại thôi. Đây mình gắn vô lại cho nó. Cái này mình gắn vô lại cho nó thôi. Này để ngoài trước đi, để chút mình hướng dẫn các bạn reset nữa. Đó, thì giờ bắt đầu mình qua điện thoại nè. Thì trong cái hộp hướng dẫn kèm theo nè, nó có cái sách hướng dẫn đó. Đó, nó có ghi cái tên app này, nó có ghi cái tên app này, HEI Cam này. Mình tải cái app này về, mình tải cái app này về điện thoại nha. Đó, mình tải cái app HEI Cam này về nè, không. Đó, mình tải xong về mình mở ra, đúng dấu cộng này. Thêm điện thoại sống này, bước tiếp theo. Rồi
cài đặt wifi. Đó, mình sẽ thấy một cái wifi tên cái chữ khe khe ở đầu này, thấy không? Mình kết nối vào wifi đó. Đó, rồi mình trở lại cái app. Rồi mình bấm vào. Đó. Đó là mình đang coi trực tiếp. Rồi bắt đầu mình cài qua wifi, muốn trở lại này, nó có cái dòng cài đặt camera wifi này. Đó. Đó. Rồi mình chọn vô, mình vô đây mình bắt đầu mình chọn, mình tìm cái wifi nhà mình, cứ nói vô. Rồi, nhập bắt buộc wifi vô. Cái này bắt buộc wifi nhà mình đó. Rồi, vô xong rồi cứ nói ok nè. Mình chờ nó chạy cái nói. Rồi đó. Xong rồi đó, giờ mình cái này mình đặt tên thôi, đặt cái gì cũng được. Rồi tiếp theo. Đó, à, mình đã cài thành công camera rồi đó. Đó. Này mình xong hết rồi mình cứ gắn lại cái nắp vô thôi. Gắn lại cái nắp này mình gắn lại vô thôi. Rồi bây giờ đó mình có thể vô cài đặt nè. Cài đặt. Đó, nó có cái chức năng trong này nè. Mình có thể vào cái hệ nhớ ở đây nè. Đó, mình coi. Coi ghi hình không vô cài đặt nè, mình kéo xuống phần hệ nhớ này, đó nó có hiện cái hệ nhớ mình ra này, mình có thể chọn ngày giờ ngày thời gian để mình set cái múi giờ này. Cài đặt mạng nè, cái này là để đổi đổi wifi. Nó sẽ đổi được cái bài dùng được wifi khác. Mình coi mình vô lại nè, xem lại vô hệ nhớ này, xem lại. Nó có ghi hình lại đâu. Bây giờ một hồi nó có ghi hình lại cái nãy mình để dùng này. Rồi bây giờ mình muốn xóa, mình xóa cam mình cài lại. Muốn xóa cam cài lại mình vô cài đặt nè. Kéo xuống cuối cùng nó có xóa camera này. Rồi mình bấm vô xóa cam này. Đó, đã xóa cam rồi đó. Rồi bây giờ trên trên thiết bị này nó có cái nút bên này nè, cái nút bên này, cái nút reset. Mình vẫn giữ nút đó. Mình coi cái đèn này nè, nó có đèn xanh lá với đèn xanh dương không? Mình vẫn giữ cái nút đó. Mình thấy nó chớp chớp nhanh nè, đó là nó đang reset lại. Mình buông ra, mình đợi nó khởi động lại. Bắt đầu nó khởi động lại cái máy. Rồi sau đó mình vô wifi nè.
wifi mình kiểm tra lại. Đó, nó khởi động lại nè. Vì sẽ xong khởi động lại nó sẽ hiện ra cái wifi cam này có chiếc khe này không? Đó, thì mình vừa hướng dẫn các bạn các bước để cài đặt camera ổ cắm 5 chấu màu mới này. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi.